Ngày xưa, giữa mùa đông giá rét, tuyết rơi trắng như bông, có một bà hoàng hậu ngồi khâu bên khung cửa sổ gỗ mun. Bà mà nhìn tuyết rơi nên sơ ý để kim đâm phải tay. Ba giọt máu từ ngón tay bà liền rơi xuống tuyết. Thấy máu đỏ pha lẫn tuyết trắng thành một màu tuyệt đẹp, bà nghĩ bụng: ước gì ta sinh được một người con gái da trắng như tuyết, môi đỏ như máu, tóc đen như gỗ mun. Quả nhiên, sau đó ít lâu, bà sinh hạ một nàng công chúa da trắng như tuyết, môi đỏ như máu và tóc đen như mun. Vì vậy, bà đặt tên con là Bạch Tuyết. Bạch Tuyết vừa ra đời thì cũng là lúc hoàng hậu chết. Một năm sau, vua lấy vợ khác. Người vợ mới này rất đẹp nhưng kiêu căng, tự phụ, độc ác và không muốn ai đẹp bằng mình. Bà có một cái gương thần. Khi soi, bà hỏi: gương kia ngự ở trên tường, thế gian ai đẹp được dường như ta? Gương thần đáp: muôn tâu hoàng hậu, hoàng hậu là người đẹp nhất trần gian ạ. Nghe vậy, bà ta rất sung sướng. Nhưng Bạch Tuyết càng lớn, càng xinh đẹp. Năm lên bảy, nàng đã đẹp như tiên sa, đẹp hơn cả hoàng hậu. Một hôm, hoàng hậu lại hỏi gương: gương kia ngự ở trên tường, nước ta ai đẹp được dường như ta? Lần này gương đáp: xưa kia bà đẹp nhất trần, ngày nay Bạch Tuyết muôn phần đẹp hơn. Hoàng hậu nghe nói giật mình, ghen tức, tái mặt đi. Từ đó, mỗi khi thấy Bạch Tuyết, hoàng hậu lại nổi giận điên lên. Ngày ngày, sự kiêu ngạo và lòng đố kỵ khiến mụ lúc nào cũng bứt rứt. Mụ cho gọi một người đi săn đến bảo: ngươi hãy đem con Bạch Tuyết vào rừng cho khuất mắt ta. Giết chết nó đi, mang tim gan nó về đây cho ta. Người đi săn vâng lệnh, đem nàng công chúa bé nhỏ đi. Khi bác lấy dao ra, định giết chết nàng, thì Bạch Tuyết vô tội van khóc: bác ơi, bác đừng giết cháu, cháu xin ở lại trong rừng, không về lâu đài nữa đâu ạ. Thấy cô bé xinh đẹp quá, bác thợ săn thương hại bảo: tội nghiệp, thôi cháu đi đi. Bác thấy hình như cất được một gánh nặng trong lòng vì không phải làm hại cô bé. Nhưng bác nghĩ bụng: rồi thú dữ cũng đến ăn thịt nó mất. Vừa lúc đó, một con hoẵng nhỏ nhảy tới. Bác giết con hoẵng, lấy tim gan, đem về nộp cho hoàng hậu, nói dối là tim gan Bạch Tuyết. Người đàn bà độc ác đó xài đầu bếp xáo xáo quả tim cho mụ ăn. Mụ đình ninh đó là tim gan Bạch Tuyết, ăn cho ký hết. Một mình thui thủi trong rừng sâu, Bạch Tuyết sợ hãi, cô cứ cắm đầu chạy, dẫm phải gai và đá nhọn, chảy cả máu chân. Thú dữ lượn quanh cô, nhưng không đụng chạm đến cô. Cô đi mỏi cả chân, chập tối, thấy một cái nhà nhỏ, liền vào để nghỉ. Trong nhà, cái gì cũng bé tí ti, nhưng đẹp và sạch lắm. Trên bàn trải khăn trắng tinh, có 7 cái đĩa con, mỗi đĩa có 1 cái thìa con, 1 cốc con. Sát tường kê bấy chiếc giường nhỏ phủ khăn trắng tinh. Bạch Tuyết đang đói và khát, liền ăn ở mỗi đĩa một ít rau, ít bánh và uống ở mỗi cốc một hớp rượu vàng, vì cô không muốn ai phải mất phần. Cô mệt quá, muốn đi ngủ, nhưng không giường nào nằm vừa. Cái thì dài quá, cái lại ngắn quá. Cô thử đến cái thứ 7 mới thấy vừa, liền vào đó ngủ. Tối mịt, các người chủ căn nhà mới về. Đó là 7 chú lùn làm công việc đào mỏ. Họ thắp 7 ngọn nến lên, họ cảm thấy có ai đã đến nhà. Một chú nói: ai đã ngồi vào ghế của tôi? Chú thứ 2 nói: ai đã ăn nửa đĩa của tôi? Chú thứ 3 nói: ai đã ăn ít bánh của tôi? Chú thứ 4 nói: ai đã ăn ít rau của tôi? Chú thứ 5 nói: ai đã dùng chiếc dĩa của tôi? Chú thứ 6 nói: ai đã dùng dao của tôi? Chú thứ 7 nói: ai đã uống vào cốc của tôi? Một chú nhìn quanh, rồi đi lại giường mình. Thấy có chỗ trũng ở đệm, chú bèn nói: ai đã trèo lên giường của tôi? Những chú khác cũng lại giường mình và nói: có ai đã nằm vào giường của tôi? Chú thứ 7 nhìn vào giường mình, thấy Bạch Tuyết đang ngủ. Chú gọi các chú kia đến, ai nấy đều ngạc nhiên. Họ cầm 7 ngọn đèn, soi Bạch Tuyết và reo lên:
Lạy chúa, cô bé này đẹp quá. Các chú mừng lắm và để yên cho cô ngủ. Sáng hôm sau, Bạch Tuyết dậy, thấy bảy chú lùn. Cô hoảng sợ, nhưng họ đã thân mật hỏi, cô tên là gì? Cô đáp, tôi là Bạch Tuyết. Họ lại hỏi, sao cô lại tới đây? Cô kể cho họ nghe là mụ dì ghẻ muốn giết cô, nhưng người đi săn đã để cho cô sống, và cô đã chạy mãi cả một ngày cho đến khi thấy nhà họ. Các chú lùn bảo cô, cô có muốn giúp chúng tôi một tay làm các việc trong nhà này không? Cô sẽ nấu nướng, làm giường, giặt giũ, khâu vá, thêu thùa, cô quét tước, dọn dẹp. Ở lại đây với chúng tôi, cô sẽ chẳng thiếu thứ gì. Từ đó, Bạch Tuyết ở lại với các chú lùn. Cô làm công việc nội trợ. Sáng sớm, các chú lùn vào mỏ lấy quặng và vàng cho đến chiều tối. Bạch Tuyết làm thức ăn sẵn để cho họ về ăn. Suốt ngày, cô ở nhà một mình. Các chú lùn dặn cô, cẩn thận đề phòng mụ dì ghẻ đấy. Thế nào rồi mụ cũng biết là cô ở đây, đừng cho ai vào nhà đấy. Về phần hoàng hậu, mụ cứ đinh ninh là đã ăn tim gan Bạch Tuyết và từ nay mình đẹp nhất đời. Một hôm, mụ ta lại hỏi gương. Gương kia ngự ở trên tường, nước ta ái đẹp được dương như ta. Gương đáp. Xưa kia bà đẹp nhất trần, ngày nay Bạch Tuyết muôn phần đẹp hơn, nàng đang ở khuất núi non tại nhà của bảy chú lùn xa xa. Mụ giật mình vì biết rằng gương không bao giờ nói sai. Người đi săn đã lừa mụ và Bạch Tuyết còn sống. Mụ lại nghĩ cách hại Bạch Tuyết. Mụ đứng ngồi không yên vì thấy mình chưa đẹp nhất nước. Sau lần hãm hại Bạch Tuyết không thành công, mụ dì ghẻ lại tiếp tục có những âm mưu gì? Các bé hãy đón chờ phần 2 nhé!